Alo, xin chào tất cả bạn đã đến với video tiếp theo của mình thì ở video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn những đường điều bóng và những đường chạy đạn cơ bản nhất trong các trận đấu nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng cú đánh một nhé rồi chúng ta đến với trường hợp đầu tiên. Ở đây trong trường hợp này chúng ta phải đánh 8, đánh 9, đánh 10 vào lỗ đúng không? Thì ở trường hợp này thì chúng ta sẽ đánh 8 vào lỗ D, 9 sẽ vào lỗ A và 10 sẽ vào lỗ A thì chúng ta sẽ đánh như nào? Bây giờ các bạn xem nhé. Đầu tiên mình sẽ đánh con 8 này nó vào lỗ D. Ở đây mình đã dùng áp phê phải, tức nghĩa là khi mà mình đánh con 8 vào lỗ thì khi bóng cái nó chạm vào băng thì nó sẽ chạy sang bên phải, tức nghĩa là hướng về bi số 9. Nếu mà chúng ta không đánh áp phê phải mà chúng ta đánh bình thường rồi không áp phê thì nó sẽ chạy xa hướng bi số 9 nhé Và chúng ta sẽ đánh một lực nhẹ nhàng thì nó sẽ đi giống hệt trong cái hình vẽ nhé rồi bây giờ mình sẽ đánh bi số 9 này vào lỗ A, đánh không áp phê, đánh giữa tâm bóng, lực số 1 giống ở trong hình vẽ của mình ở góc bên phải kia kìa, màu xanh xanh đấy là cái lực mình đánh nhá. Và bi số 10 này cũng thế, đánh một lực nhẹ nhàng, chỉ cần đánh đủ lực thôi để có đưa quả bóng mục tiêu vào lỗ thôi, không cần đánh lực mạnh nhé rồi chúng ta đến với trường hợp tiếp theo cũng đánh 8 9 10 vào lỗ. 8 vào lỗ A, 9 vào lỗ D và 10 sẽ vào lỗ A. Rồi, ở trường hợp này mình sẽ cắm cái xuống và đánh một lực nhẹ nhàng để cái nó chạy ra bóng số 9. Khi các bạn điều bóng cái thì các bạn làm nào quả bóng cái của bạn chạy ít nhất có thể nhá và một bóng cái chạy ít nhất có thể thì các bạn có thể đánh lực nhẹ và lực mạnh đúng không? nhưng mà nhiều lúc thì mình sẽ đánh một cái lực uh, rất là mạnh nhưng mà bóng cái mình nó lại chạy rất là chậm và nhiều lúc mình đánh lực cực kỳ nhẹ mà bóng cái mình lại chạy cứ bon 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 thì các bạn phải hiểu là khi mà quả bóng cái của mình ấy, nó chạm dày vào cái quả bóng mục tiêu ấy thì lúc đấy thì cái lực của quả bóng cái mình nó đã truyền gần hết vào cái quả bóng mục tiêu rồi thì quả bóng cái của mình nó sẽ hết lực và nó sẽ chạy một tốc độ chậm còn khi mà mình mà đánh dù mình đánh nhẹ mà mình đánh mỏng vào quả bóng mục tiêu ấy thì quả bóng cái mình nó không truyền được nhiều lực vào cái quả bóng mục tiêu và như thế thì quả bóng cái của mình nó vẫn còn nhiều lực thì nó sẽ chạy rất là nhanh đấy các bạn chú ý là đánh dày đánh mỏng thì bóng cái nó sẽ chạy như nào nhé rồi ở trường hợp này mình sẽ đánh áp phê về bên phải và đánh một lực cũng nhẹ nhàng thôi, không cần đánh mạnh. Ở trường hợp này thì mình cũng không cần đánh nhẹ quá, mình cứ đánh một lực bình thường. Dù cái nó đã chạy ra xa, bóng 8 thì mình vẫn có thể đánh được bóng 8 vào lỗ bởi vì bóng 8 nó đã ở trước cửa lỗ rồi. Áp phê phải, đánh một lực nhẹ nhàng. Đấy là bóng nó sẽ chạy lên phía trên ngay, đúng không? Rồi trường hợp này thì chúng ta sẽ trô bóng lại và áp phê về bên trái. Khi mà trô lại mà áp phê về bên trái mà chạm vào băng thì con cái lại chạy về bên tay phải. Đấy. Các bạn cứ nhớ là khi mà trô mà áp phê về bên nào thì quả bóng cái nó sẽ chạy ngược về bên đấy. Và này thì chúng ta chỉ cần chặt mỏng là tám vào lỗ thôi. Rồi tiếp theo đến trường hợp này chúng ta cũng cắm cái và áp phê về bên trái thì quả cái nó sẽ chạy hướng về bóng 8 và nó trô lại về bên trái. Con này thì chúng ta áp phê về bên trái, cu lê áp phê trái, đánh một lực mạnh để bóng chạy hai băng. Đấy như này. Áp phê càng nhiều thì bóng cái nó sẽ chạy càng tiến về phía bóng 8 nhiều hơn. Và con này thì chúng ta chỉ cần đánh vào lỗ thôi. Con này thì chúng ta sẽ cắm một cái và áp phê phải thì bóng cái nó sẽ chạy ra vị trí bóng số 8 kia. Con này thì chúng ta đánh cao gậy áp phê phải, đánh một lực vừa phải và nó sẽ chạy ra bóng số 8. tám đã ở trước cửa lỗ rồi chúng ta chỉ việc đánh vào thôi. Cái con này hướng nó đã đẹp rồi thì chúng ta không cần phải áp phê áp phiếc gì hết. Chỉ cần đánh vào tâm thôi là nó ra đẹp Nếu mà đã đẹp rồi mà chúng ta cố tình để cho đẹp hơn Thì thường nó sẽ ra xấu hơn nhé Con này nếu mà chúng ta muốn cho gần bóng thám hơn Thì chúng ta sẽ cắm lại một chút Đấy, như này cũng đẹp Con này chúng ta đã trô lại Nhưng mà thực ra cái con này không cần thiết phải trô như này Không nên trô Con này thì chúng ta chỉ cần đánh là thấp gậy một chút Để bóng nó đứng lại thì sẽ dễ hơn Chứ không cần thiết là phải trô lại như vừa nãy rồi tiếp theo đến con 5 này Nó thẳng như này thì chúng ta sẽ không đánh được cu lê Nên chúng ta phải giật lại và áp phê trái Khi áp phê trái mà chạm vào băng thì nó sẽ chạy sang bên phải Nếu mà là những quả trô Rồi, tiếp theo đến con này thì chúng ta chỉ cần cắm cái lại và cái nó sẽ chạy ngang sang để chúng ta đánh được con 8 vào lỗ một cách dễ dàng. 8 này thì lại ở giữa cửa lỗ rồi. Nếu mà chúng ta điều được bóng tốt ấy thì là hầu như là chúng ta đánh toàn những bi dễ thôi chứ chúng ta không phải đánh bi khó nữa. Nên là điều cái rất là quan trọng. Bi này chúng ta nên cu lê lên một chút, đánh lực nhẹ nhàng. Đấy, bi 8 lại giữa cửa rồi các bạn cứ làm quen với các cái đường bóng như này nhá những cái đường bóng rất là đơn giản hầu như là không cần phải áp phê gì nhiều lắm và con tám này đã ở giữa cửa rồi điều tốt thì chúng ta sẽ đánh toàn những con ở giữa cửa lỗ thôi con này áp phê trái đánh lực nhẹ nhàng khi chạm vào băng thì nó lại thành áp phê ngược thì nó sẽ giật thẳng đứng lên như này tám lại ở giữa cửa lỗ rồi con này áp phê trái cao gậy một chút thì nó sẽ chạy ba băng như này Hơi xa một tí nhưng mà vẫn có thể đánh được vào lỗ Những cái con này thì mình thường là đánh mạnh hơn chút nữa thì tốt hơn Đây ví dụ như con số 7 này thì mình đã đánh mạnh hơn một chút Lực mạnh hơn chút để cái nó chạy Đây các bạn xem nó sẽ gần con 8 hơn và sẽ dễ đánh hơn Con 8 lại gần như là giữa cửa lỗ rồi Và chỉ việc đưa bóng 8 vào lỗ thôi rồi con này cắm xuống một chút và áp phê trái thì khi bóng cái chạm vào băng thì nó sẽ chạy giật lại về bên trái và đã ra trước cửa này. Các bạn chú ý là khi chúng ta điều bóng cái gần vào bóng 8 thì là cái tốt. Nhưng mà chúng ta cũng phải nghĩ là bóng cái mà loại xa cái vị trí mình đứng thì mình đánh mình sẽ phải với đúng không? Như thế thì lại là rất là không tốt. Ví dụ như ở cái con này thì điều như này là tốt rồi. Thuận lợi cả đôi đường là từ vị trí đánh đến vị trí cái gần và cũng thẳng tắp với con số 8. Ví dụ như là mình mà điều ra sát con số 8 như này thì là mình phải với này và rất là khó đánh đúng không? Đây, ví dụ đứng này mình đánh tay phải thì cũng không thể đánh được. Trừ những bạn đánh tay trái thì sẽ đánh được. Còn đâu là chúng ta phải dùng cái gậy giả để đánh. Mà cái gì giả thì tất nhiên nó không thật rồi. Nó sẽ không có cái cảm giác thật và đánh nó cũng không thích lắm. Rồi, đến trường hợp này thì chúng ta cũng điều bóng như thế. Điều bóng khoảng ra giữa bàn như này thôi. Chúng ta lưu ý là khi chúng ta điều bóng thì chúng ta điều nào mà để khi chúng ta đánh thì chúng ta có cảm giác thoải mái nhất nhá. Chúng ta không phải là với bóng để đánh. Rồi đến con này thì mình sẽ đánh áp về về bên phải để nó chạy ba băng như này. Đấy khi bóng cái nó chạm vào băng thì nó cũng chạy về bên phải. Đấy cái con này nhìn rất là đẹp và lại rất là dễ đánh nhá. Các bạn thử nhá. Rồi, điều đẹp thì con 8 sẽ ở giữa cửa lỗ. Con này thì ở cái con này thì chúng ta cũng chỉ việc cắm xuống thôi đánh một lực một rưỡi là nó sẽ ra vị trí số 8 một rưỡi là lực rất là mạnh rồi nhưng mà bởi vì mình đánh dày thì là bóng cái nó sẽ chạy chậm bởi vì nó đã truyền hết lực vào cái quả bóng mục tiêu rồi ví dụ như con này mình đánh cũng là một lực hơi mạnh hơn hai một tí nhưng mà bởi vì cái con này thì mình đánh mỏng vào bóng mục tiêu đúng không nên là bóng cái nó đã chạy hơi nhanh rồi thì lần sau mình rút kinh nghiệm là mình sẽ đánh con này nhẹ hơn một chút đấy bởi vì là mình phải tính là khi mà mình đánh mỏng thì cái mình nó sẽ chạy rất nhanh Đấy Nếu mà mình đánh dày Mà với cái lực vừa rồi Thì bóng cái mình nó sẽ chạy chậm hơn một chút Đấy Các bạn chú ý những cái đấy Con 8 này ở vị trí sát băng Thì chúng ta đánh áp phê phải Và 8 sẽ vào lỗ đơn giản thôi Các bạn còn nhớ là Ở cái bài 14 không Chặt băng góc hẹp đấy Đấy Các bạn nào mà chưa xem video này Thì hãy xem video này nhá Thì chặt con 8 này rất là đơn giản nếu mà không biết cách thì sẽ chặt hầu như là sẽ không vào được con 8 này nhé Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 là cái phần mà chạy đạn những đường đơn giản nhé Đầu tiên là chúng ta sẽ học cái đường là chạy đạn bằng cách là stop ball là đánh đứng bóng Ví dụ như ở trường hợp này thì chúng ta còn đúng con 15 này thôi đúng không? và con 15 lại ở vị trí này rất là khó xẻ vào lỗ 10 hay là đánh cân thì cũng rất là khó đúng không? Và đối thủ còn con 5 và con 8, mình cũng còn 15 và 8 thì mình sẽ ở trường hợp này mình sẽ chạy đạn sẽ cắm xuống và đánh chạy đạn như này. Đấy, đánh đứng bóng, dấu bóng ngay sau con vị trí bi số 8. Các bạn xem lại nhé cắm gậy xuống một chút và đánh một lực nhẹ nhàng. Đấy, nhưng mà đánh rất khoát, lực nhẹ nhưng mà đánh rất khoát thì nó sẽ đứng im ở vị trí đấy. Ví dụ như trường hợp này nếu mà chúng ta đánh mà giấu được sau 8 như này thì có phải là đối thủ mà không đánh được vào năm thì có phải là chúng ta sẽ được cầm bóng và đánh kết thúc ván này rất là dễ dàng đúng không? Rồi chúng ta đến với trường hợp tiếp theo, vị trí bi số 8 nó nằm hơi cách xa băng một chút nên là chúng ta cứ đánh nhẹ nhàng là bóng 8 nó đập vào băng và nó sẽ nảy ra và bóng cái nó sẽ sau bóng 8 nhá. Đây các bạn xem nhá mình đánh một lực nhẹ nhàng bóng 8 đập vào băng và nảy ra cái đã sau bóng 8. Con này như thế mình sẽ đánh một băng để cái nó chạy vào băng và nó sau bóng 8 như này. Đây là những đường điều bóng rất là đơn giản. Con này thì đánh stop ban như thế này. Cái stop ban này là một cái vũ khí cực kỳ là lợi hại. Ví dụ như con 5 này mình cũng đánh sau bóng 5 như này. Nhiều khi là có những cái con mà mình có thể đánh nó được vào lỗ nhưng mà mình không đánh và mình đã chạy đạn rồi bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là làm nào để đánh được những cái con cực kỳ mỏng vào lỗ nhé. Cách đánh ở đây là chúng ta sẽ đánh áp phê thuận, tức nghĩa là đánh con mục tiêu về lỗ bên trái thì chúng ta sẽ áp phê về bên trái. Đánh con mục tiêu về lỗ bên phải thì chúng ta sẽ áp phê về bên, bên phải. Tại sao lại thế? Ví dụ là chúng ta đánh cái con về bên phải đúng không? Chúng ta áp phê bên phải. Khi mà chúng ta áp phê bên phải thì bóng cái nó có xu hướng là chạy sang bên trái một chút. Thế khi là chúng ta đánh vào bi mục tiêu nhé, mà bi mục tiêu của chúng ta chúng ta bị đánh hơi dày một tí thì do là cái độ cong của bóng thì nó sẽ là chạm mỏng vào bóng bi mục tiêu cái cách xẻ mỏng này là do cái kinh nghiệm của mình do mình đánh nhiều và mình tự rút ra cái kinh nghiệm này nhá thì các bạn thử xem là có đánh được theo cái kiểu này của mình không nhá rồi video này của mình đến đây là hết nhá và mình hy vọng là sau khi xem cái video này thì các bạn đã hiểu là cách điều bóng như thế nào và cách chạy đạn và cách xẻ bóng mỏng như nào nhá các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ video giúp mình và bạn nào chưa đăng ký kênh của mình thì hãy đăng ký kênh thật nhanh để đón nhận được những video hay mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.